Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế thông tin cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất cấm trong khu cách ly phòng chống dịch COVID-19. Hai đối tượng này là Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1991, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, và Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1991, trú tại thành phố Huế. Trước đó vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 10, cán bộ trực khu cách ly T17 khu du lịch làng xanh thị trấn Lăng Cô huyện Phú Lộc phát hiện trong khu cách ly có đối tượng nghi vấn sử dụng chất cấm nên đã phối hợp với công an huyện Phú Lộc để kiểm tra xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại phòng số 5 có bộ dụng cụ nghi ngờ là sử dụng chất cấm. Lực lượng chức năng đã tổ chức test nhanh số người trong phòng, kết quả là Cường và Phương dương tính với chất cấm. Được biết Cường và Phương là những công dân về quê tránh dịch từ các tỉnh thành phố phía Nam và được cách ly tại khu cách ly T17 từ đầu tháng 10 cho đến nay. Người phụ nữ bị tống tiền khi vào nhà nghỉ với kẻ lừa chạy án cho con mình. Ngày 19 tháng 10, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị tuyên hủy toàn bộ bản án bị cáo Nguyễn Văn Khởi 43 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Khởi có quan hệ họ hàng với chồng bà Huỳnh Thị Tê, khi biết con trai của vợ chồng này bị bắt về tội cướp giật tài sản, người đàn ông 43 tuổi đã tìm đến nhà và nói mình có mối quan hệ có thể giúp được hưởng án treo. Tin lời khởi, từ tháng 3 cho đến tháng 7 năm 2019, bà T đã đưa cho người này số tiền 200 triệu đồng để chạy án. Sau đó, con trai bà T bị phạt 3 năm tù. Biết mình bị lừa nên bị hại tố cáo kẻ lừa đảo ra công an. Bất ngờ trong quá trình công an điều tra, bà Tê cho biết thời gian nhờ chạy án cho con thì nảy sinh tình cảm với bị cáo. Cả hai đã từng vào nhà nghỉ gần nhà thì bị vợ Khởi bắt gặp và chụp hình khỏa thân. Hôm sau, Khởi yêu cầu bà Tê đưa 400 triệu đồng nếu không sẽ báo cho gia đình bà này biết. Lo sợ chuyện bị bại lộ nên người phụ nữ này đã chuyển cho bị cáo số tiền 250 triệu đồng. Tuy nhiên người này chỉ thừa nhận lấy 100 triệu đồng của bà Tê để chạy án và đã trả lại 90 triệu đồng và không thừa nhận việc đe dọa cưỡng đoạt tiền. Sử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức xử phạt bị cáo khởi mức án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xử sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị hủy án do nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Theo đó, cần làm rõ lời khai của bà T trong hồ sơ có cơ sở, cần được điều tra làm rõ hành vi đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cần điều tra làm rõ hành vi của bà T đưa 200 triệu đồng cho bị cáo để chạy án. Cựu công an viên buôn 5 kg chất cấm than bị công an gài bẫy. Người đàn ông giữ 4 nhiệm kỳ công an viên bản biên giới cho rằng bản thân bị lực lượng công an gài bẫy tham gia đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này. Ngày 19 tháng 10, phiên tòa xét xử Hạ Bá Trù sinh năm 1987, chú xã Nang Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vắng ngắt. Ngoài các thành viên hội đồng xét xử, luật sư bảo chữa, cán bộ cảnh sát dẫn giải và bị cáo thì không còn ai khác. Người nhà chắc không nhận được thông báo đưa vụ án ra xét xử nên không ai xuống, Chù buồn giàu. Hạ bá trù bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố ra trước tòa án xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy với không hình phạt cao nhất lên tới tử hình. Hà Bá Trù là con trai cả trong một gia đình có bố làm giáo viên ở xã biên giới Na Ngoi, được cho ăn học hết lớp 12, điều không phải gia đình người mông nghèo nào nơi biên viễn này cũng có thể làm được. Nhưng sự học không được như ý, thì đại học không đỗ, hạ bá chủ quyết định ở nhà làm dãy. 19 tuổi, chủ lấy vợ, sinh con, đứa lớn năm nay học lớp 10, đứa bé học lớp 8, hạ bá chủ khoe. Rồi chủ được tiến nhiệm làm công an viên bản, nhờ làm tốt nhiệm vụ, mẫn cán, lại trách nhiệm, nên chủ đảm nhiệm liền 4 nhiệm kỳ công an viên bản, được kết nạp vào đảng, Đến năm 2020, phụ cấp công an viên bản là 1,3 triệu đồng một tháng. Thực ra, số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu chi tiêu của gia đình có hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Nhưng chủ vẫn quyết tâm gắn bó với công việc bởi muốn đóng góp cho quê hương nhiều hơn. Những tấm giấy khen được các cấp các ngành tặng và được người dân tin tưởng ghi nhận, với chủ, đó là phần thưởng lớn nhất. Bởi vậy, khi hay tin hạ bá chủ bị bắt cùng 5kg ma túy, nhiều người dân bản ngỡ ngàng. Chính chú đến sở cũng không thể lý giải được vì sao mình lại dễ dàng xa chân nhúng chàm vào thứ chất cấm trên người ấy. Nhưng có lẽ chú không thể ngờ rằng viên đạn bọc đường đã ngấm dần, ngấm dần và chờ thời cơ quật ngã đẩy anh ta xuống vũng bùn tam tối, không thể nào thoát ra được. Tháng 4 năm 2021, hạ bá chù sang Lào vui tết với những người họ hàng di cư sang đó, rồi tình cờ gặp một người tên là Nỏ Danh chén chú, chén anh cùng người mông ta cả, nên cả hai trở nên thân thiết. Khi về Việt Nam, Chù và Danh vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Cuối tháng 4 năm 2021, Danh gọi điện cho Chù nói có một người ở huyện Diễn Châu, Nghệ An đặt mua 5kg ma túy đá với giá 700 triệu đồng. Nếu Chù bán được thì chỉ cần gửi cho Danh 600 triệu, còn 100 triệu coi như tiền công của Chù. Số tiền quá lớn khiến cho hạ bá Chù mất hết lý trí và nhận lời. Để dễ dàng qua mắt lực lượng chức năng, chủ và Danh hẹn địa điểm giao nhận hàng là một khu vực thuộc đỉnh núi Phu Sai Lai Leng, đỉnh núi cao nhất Nghệ An, rồi mang về nhà chủ cất giấu. Ngày 27 tháng 4 năm 2021, khi chủ đang mang ma túy đi giao cho khách thì bị lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh Nghệ An phát hiện, tổ chức vây bắt. Hà bá chủ chống cự quyết liệt, buộc công an phải nổ súng chấn áp. Tại phiên tòa, Hà bá chủ thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng bản thân bị công an gài bẫy, theo chủ, người mua ma túy là công an chìm. Tuy nhiên, bị cáo lại không đưa ra được bằng chứng nào, sau đó thừa nhận đây là suy luận chủ quan của mình. Bản thân bị cáo là đảng viên, công an viên 7 năm liền, nhận thức được rằng ma túy bị pháp luật cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ. Hạ bá chủ hối hận về hành vi phạm tội của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định trong quá trình điều tra xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bố bị cáo được tặng thưởng kỷ niệm trương về hoạt động giáo dục. Bản thân bị cáo được các cơ quan chức năng khen thưởng về thành tích phòng chống tội phạm. Đây là cách tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, số lượng ma túy mà bị cáo hạ bá chủ tham gia mua bán là đặc biệt lớn, xâm phạm quyền độc, quyền quản lý chất ma túy của nhà nước. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt hạ bá chủ tử hình về tội danh trên. Nghe tòa tuyên án hạ bá chủ nắm chặt bàn tay vào bục khai báo, gần như tì hẳn người lên hai cánh tay để chấn tĩnh bản thân. Bản án được tuyên, chù lào đảo đứng không vững, hai chiến sĩ cảnh sát phải áp tải hai bên để đưa ra xe về trại tạm. Nhờ chị gửi lời đến vợ con em giúp em. Tội em gây ra, em phải trả giá, mong vợ con ở nhà sống mạnh khỏe. Chu nhắn nhủ khi rời tòa án, vì dịch bệnh đường xá xa xôi, hơn nửa năm qua kể từ khi bị bắt, chú chưa được gặp lại người thân của mình. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Trước tình hình mưa bão liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Trung, công an các địa phương đã triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp ứng phó. Cụ thể, lực lượng công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đã triển khai lực lượng, ứng trực 24 trên 24 giờ, nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập lụt, sát cánh cùng với người dân trên địa bàn phòng chống thiên tai, nỗ lực giúp người dân sơ tán, di rời, bảo vệ tài sản. Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt nhiều địa phương trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các tỉnh xảy ra mưa lũ luôn có mặt ở các địa bàn trọng điểm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thị sát địa bàn để chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Phương tiện cứu hộ cứu nạn được Công an tỉnh Hà Tĩnh đưa xuống địa bàn, sẵn sàng ứng cứu người dân. Mưa lũ khiến cho nhiều địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Bình ngập sâu. Công an xã Hồng Thủy luôn có mặt tại cơ sở để giúp người dân cất đồ dùng sinh hoạt, tránh lũ làm hư hỏng. Các phương tiện cứu hộ cứu nạn được cán bộ chiến sĩ công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đưa xuống cơ sở cùng với bà con phòng chống lũ lụt. Những khu vực nguy hiểm được các chiến sĩ cắm cảnh báo, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Các tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực tại điểm ngập sâu nhằm hướng dẫn phân luồng cho người điều khiển phương tiện. Các tuyến đường ngập sâu đều có lực lượng công an ứng trực đảm bảo an toàn di chuyển cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh, kẻ lạ phá cửa bế bé, bé trai đi, bà ngoại bị đánh khi cứu cháu. Thấy cháu trai bị kẻ lạ bế đi, bà Mơ liền lao tới dùng tay nắm chân cháu ca giật lại và bị hắn ta dùng chân tay tấn công. Vào khoảng 14 giờ chiều ngày 19 tháng 10, bé trai tên Đặng Như Mờ Ca, 2 tuổi, ngồi chơi cùng bà ngoại là Nguyễn Trúc M, 46 tuổi, trong nhà trên đường số 20, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi bà Mờ vừa xuống nhà dưới lấy nước cho cháu uống, thì bất ngờ nghe tiếng la hét của cháu ca, nên đã chạy lên và phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đang ôm cháu ca. Thấy vậy, bà Mơ liền lao tới dùng tay nắm chân cháu ca giật lại. Trong rằng co, kẻ lạ mặt đã dùng chân, tay tấn công bà Mơ liên tục khiến bà ngã xuống nền nhà. Đúng lúc đó, một người hàng xóm nhà bà Mờ đi ngang qua nên thanh niên kia sợ bị tóm nên đã bỏ cháu ca lại rồi ra xe máy chạy trốn khỏi hiện trường. May mắn, cháu bé vẫn an toàn, không bị kẻ lạ đưa đi mất. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương. Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa nhà đang khóa trong nhưng đối tượng đã luôn tay và mở chốt. Liên quan đến sự việc này, tối ngày 19 tháng 10, công an phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành điều tra làm rõ vụ người dân trình báo có đối tượng lạ xông vào nhà trên địa bàn. Sự việc đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Thêm nữa, cách đây vài ngày, một bé trai 2 tuổi ở Bình Dương cũng bất ngờ mất tích khi đang chơi trước cửa nhà, nên càng khiến cho phụ huynh hoang mang, lo lắng hơn. Đường Nhuệ lớn tiếng gọi luật sư là thằng già ngay tại tòa. Tại tòa, Đường Nhuệ đã đứng dậy, lớn tiếng gọi luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại là thằng già. Ngay trong phiên xét xử, Tại phần tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, sự vụ đường nhụy chỉ đạo xâm chiếm công ty Lâm quyết, bị cáo đường đã đứng bật dậy gọi luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại là thằng già, sau khi luật sư nhận định đường là người cầm đầu băng nhóm xã hội khét tiếng ở Thái Bình. Tại phần tranh luận vụ án xâm phạm chỗ ở của công dân, luật sư Trần Hồng Lĩnh, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại là vợ chồng chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, đã trích dẫn lại nội dung file ghi âm của gọi giữa Đường Nhuệ và ông Nguyễn Văn Lẫm, giám đốc công ty Lâm Quyết. Luật sư Lĩnh dẫn lại câu nói của Đường Nhụy đe dọa giết ông Lẫm. Tao sẽ hy sinh một thằng đàn em tao, tao sẽ nuôi nó cho ăn trong tù luôn. Tao mà là thằng số 2 thì không có thằng nào là số 1 luật sư lĩnh nhận định bị cáo nguyễn xuân đường không phải là người hiền lành mà là người cầm đầu băng nhóm xã hội khét tiếng ở thái bình ngay lập tức đường nhuệ đang ngồi ở hàng ghế bị cáo đã đứng bật dậy lao tới trước bục bị cáo lớn tiếng phản ứng bị cáo không thể bình tĩnh không thể để thăng già này vu khống được theo chỉ đạo của chủ tọa phiên tòa lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải ngăn chặn yêu cầu thì bị cáo đường mới chịu trở lại vị trí ghế ngồi của mình trong đó, phần xét xử vào buổi sáng, khi chủ tọa đặt câu hỏi thẩm vấn, Đường Nhuệ cũng đề nghị tòa cho được trình bày lại sự việc theo ý của mình, chứ không phải chỉ trả lời những câu hỏi. Chủ tọa yêu cầu Đường trả lời câu hỏi thì bị cáo nói nếu tòa không đồng ý cho bị cáo được trình bày thì xin cho bị cáo về trại giam, còn nếu tòa muốn xử thế nào cũng được. Sau đó, tòa cho phép bị cáo Đường được trình bày theo ý của bị cáo. Liên quan tới vụ án Đường Nhuệ chiếm giữ công ty Lâm Quyết, trong phần tranh luận, luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng, căn cứ vào tài liệu đơn tố giác của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, bà Phạm Thị Quyết thì có bốn nội dung tố cáo đối với nhóm Đường Nhuệ, gồm các hành vi chiếm giữ trái phép công ty, đe dọa giết người, chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, phá tan hoang công ty lầm Quyết. Tuy nhiên theo luật sư đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình mới xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án một nội dung xâm phạm chỗ ở, còn ba nội dung khác chưa ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra lại. Tuy nhiên, tòa cho rằng cơ quan điều tra đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cần thiết nên không chấp nhận yêu cầu này. Liên tục vi phạm hành chính nhiều không đếm xuể, công an vận động trị đại quận 4 đi khám bệnh. Chị NTN, 33 tuổi, mạng xã hội hay gọi chị đại quận 4 là nhân vật nổi tiếng mạng xã hội bởi nhiều lần vi phạm hành chính trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Hàng loạt lỗi vi phạm chống dịch, vi phạm luật giao thông. Chị N, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại quận 5, hiện ngụ tại phường 10 quận 4 thường xuyên không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm khi ra đường cùng con gái 8 tuổi. Có thái độ cự cãi, chống đối khi bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch, vi phạm luật giao thông. Sau đó, mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh, video của chị N nhiều lần vi phạm hành chính, gây xôn xao dư luận từ đó, biệt danh chị đại quận 4 của chị cũng ra đời. Tính đến nay, trong những tháng thành phố Hồ Chí Minh giãn cách phòng chống dịch, chị N đã 4 lần vi phạm gồm Ngày 31 tháng 5, chị N không đeo khẩu trang đi mua hàng tại một siêu thị trên đường Tôn Đản, quận 4. Bị nhắc nhở thì lớn tiếng cự cãi nên bị phạt 2,4 triệu đồng lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự. Ngày 9 tháng 8, chị N không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm, lái xe máy từ quận 4 qua quận 1, bị công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 mời làm việc, lập biên bản lỗi không đeo khẩu trang, lái xe không có giấy phép, không mang giấy đăng ký xe, không đội nón bảo hiểm, không xuất trình chứng minh nhân dân với tổng tiền phạt hơn 3,5 triệu đồng. Ngày 31 tháng 8, chị N lại vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản. Ngày 28 tháng 9, tổ tuần tra của công an quận 4 phát hiện chị N đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có lý do chính đáng, không thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo quy định nên đã mời về công an phường. Những lần bị phạt, chị đại quận 4 nói rằng bản thân đi xe máy trong thành phố không gây nguy hại cho ai nên không cần đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bị ngộp thở nên không cần thiết phải đeo, khiến cho lực lượng chức năng phải bó tay. Vận động đi khám sức khỏe để có hướng giải quyết ngày 19 tháng 10, thông tin từ cơ quan chức năng quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết, Công an quận 4 đã phối hợp với chính quyền địa phương tìm hướng xử lý liên quan đến trường hợp chị N, nhưng phải rất cẩn trọng vì biểu hiện tâm lý của chị N không ổn định. Phương châm là tìm ra hướng giải quyết có tình có lý. Công an quận 4 cũng phối hợp ban ngành đoàn thể tuyên truyền cho chị N hiểu và thực hiện biện pháp quản lý, chấp hành quy định về công tác phòng chống dịch, vận động gia đình đưa chị N đi thăm khám sức khỏe liên quan đến trường hợp này, trao đổi với chúng tôi, Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường 10, quận 4 cho biết, ý thức của chị Nơ rất kém khi liên tục vi phạm, tái phạm các quy định phòng chống dịch, luật giao thông nên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các đoàn thể tại phường 10 vừa khuyên nhủ vừa gian đe. Trong khi đó, ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 10 thông tin thêm, với nguồn trên rằng chị Nơ không chấp hành mọi biện pháp phòng chống dịch mà chính quyền công an phường đưa ra. Đến nay, chị này vẫn chưa chịu tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng may mắn không bị lây nhiễm COVID-19. Theo hàng xóm, trước khi dịch bùng phát, chị này từng phụ bán vé máy bay, chồng chị đang ở Mỹ.